Đăng và Linh Trịnh xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp ngà buổi sáng đầu tuần, đầu ngày của đài truyền hình IPC TV, được phát sóng trên các băng tần 57.19 tại miền Nam Cali, 16.12 tại miền Bắc Cali, mở rộng ra Houston, Texas trên băng tần 27.7 và trên hệ thống Galaxy 19 phủ sóng toàn Hoa Kỳ và Canada, cũng như trên website ibctv.us. Chương trình tin tức tổng hợp 8 giờ sáng ngày thứ hai mở đầu, xin mời quý vị đến với phần điểm tin. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kinh hoàng trước cáo buộc nhân viên UNRWA bị nghi ngờ có vai trò trong vụ tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10. Thanh tra nhân quyền Colombia kêu gọi hành động ngăn chặn hỏa hoạn. Cơ quan Nga cho biết video cho thấy binh sĩ Ukraine lên máy bay trước khi gặp nạn. Các nhà khảo cổ phát hiện ra chữ Rune được cho là cổ nhất ở Đan Mạch. Quan chức Palestine hoan nghênh phán quyết quan trọng của Tòa án Thế giới đối với Israel. Và sau đây sẽ là các bản tin chi tiết. Mở đầu xin mời quý vị đến với phần tường trình của xứng công viên Linh Trịnh. Vâng, kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên cho hay Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kinh hoàng trước cáo buộc nhân viên của UNRWA bị nghi ngờ có vai trò trong vụ tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10. Cơ quan Liên Hiệp Quốc về người tị nạn Palestine, gọi tắt là UNRWA, vào hôm thứ Sáu ngày 26 tháng 1, cho biết họ đã mở một cuộc điều tra đối với một số nhân viên bị nghi ngờ có liên quan đến vụ tấn công vào ngày 7 tháng 10 tại Israel của Hamas, và cơ quan này đã cắt đứt quan hệ với những nhân viên đó. Filippi Lazzarini, Tổng ủy viên UNRWA, cho biết chính quyền Israel đã cung cấp cho UNRWA thông tin về cáo buộc có liên quan của một số nhân viên trong vụ tấn công kinh hoàng nhằm vào Israel vào ngày 7 tháng 10 để bảo vệ khả năng cung cấp hỗ trợ nhân đạo của cơ quan. Tôi đã quyết định chấm dứt ngay lập tức hợp đồng với những nhân viên này và tiến hành một cuộc điều tra xác định sự thật ngay lập tức. Lazzarini không tiết lộ số lượng nhân viên được cho là có liên quan đến các vụ tấn công cũng như bản chất của sự liên quan bị cáo buộc của họ. Tuy nhiên, ông nói rằng bất kỳ nhân viên của UNRWA nào có liên quan đến các hành động khủng bố sẽ phải chịu trách nhiệm, bao gồm cả việc bị truy tố hình sự. Người phát ngôn của UNRWA sẽ không cung cấp thêm thông tin chi tiết về tình hình. Người phát ngôn của chính phủ Israel là Alon Levy cáo buộc UNRWA công bố tin này trong khi sự chú ý của thế giới đang tập trung vào việc Tòa án Thế giới ra lệnh cho Israel ngăn chặn các hành động diệt chủng đối với người Palestine và làm nhiều hơn nữa để giúp đỡ dân thường ở Gaza. Thanh tra nhân quyền Colombia kêu gọi hành động ngăn chặn hỏa hoạn tin từ Colombia. Thanh tra nhân quyền của Colombia trong ngày 26 tháng 1 kêu gọi chính quyền địa phương ở những khu vực có nguy cơ cao chưa xảy ra hỏa hoạn cần phải thực hiện hành động phòng ngừa sau khi 34 đám cháy tiếp tục bùng cháy trên khắp đất nước Edin. Văn phòng thanh tra nhân quyền kêu gọi chính phủ ưu tiên củng cố các cơ quan quản lý thảm họa của Colombia. Theo văn phòng thanh tra, một nửa trong số 32 tỉnh của Colombia không có sở cứu hỏa chính thức. Theo một tài liệu mà hãng thông tấn Reuters có được, tính cho đến thời điểm hiện tại trong năm nay, khoảng 319 vụ cháy rừng đã quét qua Colombia. Quốc gia này đã dập tắt được 273 vụ trong số đó, tương đương với khoảng 10 vụ cháy trong mỗi ngày. Theo cơ quan môi trường, các đám cháy đã phá hủy hàng chục hecta rừng và đất hoang, gây hậu quả nghiêm trọng cho động vật và thực vật. Vào đầu tuần này, chính phủ của Tổng thống cánh tả Gustavo Petro cho biết họ sẽ tuyên bố thảm họa thiên nhiên để giải phóng các nguồn lực nhằm giải quyết các đám cháy đang tàn phá Colombia khi mùa khô trở nên trầm trọng hơn do El Niño mạnh, một hiện tượng thời tiết thường gây ra tình trạng nóng và khô hơn.
Cơ quan Nga cho biết video cho thấy binh sĩ Ukraine lên máy bay trước khi gặp nạn. Ủy ban điều tra Nga vào hôm thứ Sáu ngày 26 tháng 1 đã đăng lên mạng một đoạn video mà họ mô tả là các tù nhân chiến tranh Ukraine lên chiếc máy bay sau đó bị rơi ở miền nam nước này. Tuy nhiên, các nhà bình luận Ukraine ngay lập tức đặt ra nghi ngờ về tính xác thực của đoạn video. Moscow cáo buộc Kyiv đã bắn rơi chiếc máy bay vào hôm thứ Tư, ngày 24 tháng 1, tại vùng Belgorod của Nga và giết chết 74 người trên máy bay. Trong đó có 65 binh sĩ Ukraine bị bắt trên đường trao đổi cho tù binh Nga. Ủy ban cơ quan điều tra chính của Nga đã đăng đoạn video lên kênh Telegram của mình, cho thấy các phương tiện đang tiếp cận máy bay Ilyushin 76 trên một sân bay đầy tuyết. Người dân được nhìn thấy bước ra khỏi xe để chuẩn bị lên máy bay. Đoạn video không có âm thanh và chỉ kèm theo một dòng giải thích duy nhất là cảnh báo các quân nhân Ukraine lên tàu vận tải quân sự. Nó không cho biết vị trí. Bản tin tiếp nối về việc các nhà khảo cổ phát hiện ra chữ Rune được cho là cổ nhất của Đan Mạch. Các nhà khảo cổ ở Đan Mạch đã tìm thấy những dòng chữ Rune được khắc trên một lưỡi kiếm mà họ cho rằng có niên đại gần 2.000 năm. Điều này khiến cho nó trở thành một trong những dòng chữ cổ nhất được tìm thấy ở nước này cho đến nay. Jacob Born, nhà khảo cổ học đã khai quật địa điểm và là người phụ trách bảo tàng thành phố cho biết, lưỡi kiếm được tìm thấy dưới một chiếc bình tại một khu chôn cất thời đồ sắt gần với thành phố Odense trên đảo Funen. Trong khi lưỡi kiếm được chăm sóc tại bộ phận bảo tồn của bảo tàng vào mùa hè năm 2023, người ta đã tìm thấy một dòng chữ runic nhỏ ở một bên và một bản khắc tinh xinh xạo ở bên kia. Sau khi phát hiện ra dòng chữ, Bon và các đồng nghiệp của ông đã liên lạc với nhà runic Lisbeth Immer tại Bảo tàng Quốc gia Đan Mạch để giải mã nó. Dòng chữ này được tạo thành từ năm chữ rune theo sau là ba rãnh và được hiểu là Hyrilla, tiếng Bắc Âu nguyên thủy có nghĩa là thành kiếm nhỏ. Quan chức Palestine hoan nghênh phán quyết quan trọng của Tòa án Thế giới đối với Israel. Trợ lý Bộ trưởng Nhà nước Palestine Amar Hazazi vào hôm thứ Sáu ngày 26 tháng 1 cho biết người Palestine hoan nghênh phán quyết của Tòa án Thế giới và nói thêm rằng đây là một ngày tốt lành cho nhân loại. Phát biểu bên ngoài Tòa án Thế giới, Hazazi cảm ơn sự ủng hộ của Nam Phi và nói rằng phán quyết này sẽ là một lời cảnh tỉnh đối với Israel và những người hỗ trợ nước này. Trong vụ kiện do Nam Phi khởi kiện, Tòa án Thế giới đã ra lệnh cho Israel ngăn chặn các hành động diệt chủng chống lại người Palestine và làm nhiều hơn nữa để giúp đỡ dân thường, mặc dù nước này chưa ra lệnh ngừng bắn. Và kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng tin tức trong một vài giây phút để gửi đến quý vị phần bảo trợ thương mại. Các bản tin trong phần 2 quay trở lại gửi đến quý vị về việc các nhà phân tích cho thấy ít tác động đến Âu Châu sau khi Hoa Kỳ tạm dừng phê duyệt với các dự án LNG như thế nào, hay Paris tự tin về việc chuẩn bị địa điểm 6 tháng trước tới vận hội Olympic ra sao. Tin tức liên quan đến Hoa Kỳ, cảnh sát đã cho phong tỏa đường phố khi họ điều tra về một chiếc xe tải gần với Tòa Bạch Ốc, hay hàng trăm những người di cư đã tạo thành đoàn lữ hành đến Hoa Kỳ ở miền Nam Mexico như thế nào. Tin tức trong phần tin cộng đồng cùng với những bản tin khác liên quan đến Việt Nam và những tin tức khác mới nhất vừa được cập nhật. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau một vài giây phút nữa dành cho phần bảo trợ thương mại. Kính mời quý vị cùng đón xem.